Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhân vật Balloon bánh xe hỏng cho anh em cùng xem. Với một cái giọng cười nó rất là đê tiện luôn. Thứ hai là cái khuôn mặt của nó có ba khuôn mặt, các bạn có thể thấy không? Có thể nói là đa nhân cách đấy. Ừ, trên cười dưới buồn, làm sao mà mình biết được đúng không? Cho nên là khi mà mình đối diện đối với những cái người hay đeo mặt nạ, ví dụ như là hề hoặc là những cái người mà trong phía bên trong của những cái con rối gấu bông cái thứ đấy, thì người ta bảo là ở ngoài thì lúc nào nhìn cái hình dạng cũng vui tươi, nhưng mà không thể nào biết được bên trong của họ đang có những ẩn ý gì đâu. Cho nên các bạn cứ cẩn thận là chính, đúng không? Đừng tin bất kỳ ai. Ví dụ như hôm nọ mình làm clip Friendly Hunter hoặc là Fake Friendly Hunter cái thứ đấy, thì các bạn nên cẩn thận. Nhân vật này rất là khó chơi nha, cho nên là các bạn hãy cẩn thận sao. Còn cái bút của mic phá luôn, không có lần vòng. Dù gì thì cái con robot này các bạn phải triệt hạ trước, thì mic bị phế khoảng 50% rồi. Bởi vì là cái bà này là bà ấy rất là khỏe ở cái giai đoạn điều chỉnh robot, kể cả khi mà bị gục hoặc là ngồi ghế các thứ ấy. Nó ghê gớm, nó không phải chuyện đùa đâu. Mà chơi nhân vật này các bạn phải đảo lái rất là tốt nha. Mình chơi thì cũng khá là bối rối luôn á. Coi này. Ok, đẹp rồi, nhức nách rồi. Dính tường mới đau chứ. Đâu là cô gái? Đây, dính bẫy đi. Đấy, các bạn thấy nó nghe nó cười không? Đây là một cái bộ skin B mà mình thấy là bộ skin B này cũng được con mắt tí, cho nên là hôm nay mang cho anh em cùng xem. Chưa, cái bộ trang phục mặc định nhìn nó cứ bẩn bẩn kiểu gì ấy, nó không có một cái gì nó ghê gớm lắm, thấy nó dơ là nhiều. Thủ sư này. Xịt tức hoa để giật về mất gai cho coi nè. Biết ngay mà. Có lái nhở. Công nhận luôn, cái nút nó quá là thấp so với bàn tay, ngón tay cái của mình. Cho nên là các bạn có thể điều chỉnh cài đặt của nó ở trong phần cài đặt nha. Giật tức hoa đồ. Thôi, thợ máy không có sống nổi đâu. Gì mà mấy chị ra cover ghê vậy. Chị Mách đứng lại coi, một gai nữa thôi. Rồi, chết chị Mách rồi. Không lòng vòng. Úi giời ơi. Ô kìa. Bực nhờ, không đánh được chúng chủ tế. Mấy chị cứ thoải mái mà chơi cái thứ đi. Nhất là Hương Sư ấy, mình thấy là bạn này xoáy hai bình rồi đúng không? Hai bình thì đúng khóc nhè luôn. Khi mà survival còn nửa máu thì các bạn chỉ cần cắn một cái thôi, sau đó là biến thành dạng người, cuối cùng nó phun gai ra thành hai và giật một phát là chết. Rất là đơn giản luôn. Nhưng mà thôi, cứ để dành cái skill này cho bạn Mech. Ủa rồi, không ai cứu à? Không ai cứu thì mình giết chủ tế vậy. Cái bạn này là chơi khá là khó, nhưng mà khả năng giết người của nó rất là cao, cho nên là được cái này nó mất cái kia, nó không thể nào hoàn hảo dễ dàng chơi như vậy được, đúng không? Rồi xong. Ngày hôm qua thì học các thứ, nhưng mà cứ nghĩ cứ mong là học online mọi người. Trời ơi, giờ sợ chết, quá trời sợ chết luôn, chứ không phải chuyện đùa đâu. Tuần này mình có một cuộc họp nữa mà không biết là có nên họp online không. Mình đang mong có cái chỉ thị họp online để mình về nhà. Mấy ngày nay hơi bị sốc luôn, bởi vì là thấy rất là nhiều nơi bị bệnh hoạn các thứ rồi, nhưng mà bên mình đi đây vẫn còn lả lơi cho đi học. Chủ tế đảo hả? Trời ơi, bà đảo với ai? Một giật là chết này, không phải chạy đâu. Trời ơi. Ông này phun chiêu rồi thì dính một gai chỉ có chết thôi. Yeah.
Vẫn nghe cái tai lởn vởn ở đâu, các bạn thấy không? Cái có cái vòng xanh ở bên kia. Từ từ. Cứu gì vội vậy trời. Dở ơi, đúng cái vòng xịn luôn á. Rồi giật chết. Chết luôn này, chết luôn này. Ô hay nhờ. Cái ngày đầu mình làm clip về cái nhân vật Hunter mới này thì cái giờ ngồi xem lại thấy nó cứ buồn cười kiểu quái gì ấy. Cứ ngồi xong rồi chửi thề, xong rồi cứ quạo lên quạo xuống. Thiệt nhiều lúc mà kiểu mình lái nó không có ngon lành ấy, mình không biết lái ấy. Cảm giác nó rất là đê tiện luôn. Không thể nào mà tưởng tượng nổi. Cho đến khi mà biết cái nút, các bạn chỉ mình chơi cái nút grip thì lúc đó mình mới tỉnh ngộ ra. À, thật là thú vị. Thực ra thì Kai nhân vật này mình thấy là Kai chỉ cần một cái ván như thế và các bạn đi qua đi lại thôi. Là kiểu gì kiểu nếu mà nó bền bỉ nó dí các bạn thì bèo lắm cũng phải được hai máy. Chứ cứ đi thẳng với nó hoặc là chuyển khu Kai thì sẽ rất là khó. Đâu rồi trời. À. Bạn dẹp cái bọ đi chứ mấy cái đám bọ này nó không xi nhê dưới mình đâu. Cái con robot của ai đây? Của bà Hương Sư à? Xong phim. Rồi bây giờ mình sẽ sang hỏi thăm Hương Sư đây. Đi kiếm cái hầm luôn. À, đây các bạn thấy cái cô gái bán đồ chơi đấy. Các bạn thấy là mới ra thì ai cũng khen mạnh đúng không? Bây giờ có ai chơi đâu. Mình thấy mình chơi để làm clip mà mình thấy không có nhiều luôn. Bực cái bà này ghê. Mình không có nhánh rào cửa sổ. Bách về. Tức quá đi. Phải chi mà tôi mang nhánh rào cửa sổ là ngon rồi. Nó xem mình như một thằng ngốc vậy đó. Sao? À, đập ván anh à. Bây giờ thì cần hai gai là chết luôn á. Đồ nó lại nhảy cửa sổ nữa cho coi. Khó chơi ghê luôn. Chạy đi bạn ơi. Mấy cái đồ bẫy này á, nhiều khi ném cũng phải canh sao chuẩn ấy. Cái thời gian hồi nó cũng khá là lâu ha. Chết luôn này. Đi mà đập vào mặt vào tường là xong rồi. Cứ mỗi lần nó lăn bánh xe hoặc là nó chém trúng một ai là nó cười lên nghe cũng khá là dị. Và các bạn đừng chuyển kênh nhá. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho anh em cùng xem. Trận này có bà Hương Sư người chơi hay, bà ấy bách nước hoa các thứ. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở công viên Ánh Trăng. Đấy. Cái map này chơi cũng khá là ổn bởi vì nó cũng không có nhiều cửa sổ cho lắm. Về việc chơi balloon thì các bạn nên xem nhiều top player chơi hơn để hiểu cái cách họ chơi. Thứ hai là nhìn cái cách phán đoán tình huống ấy. Cái nhiều pha mà mình thấy là nó sắp be bét rồi mà họ vẫn thắng được tài. Úi giời. Ông ấy dùng ba cái này. Vậy thần với tôi à. Cứ phải hai gai xong rồi kiểu gì cũng sẽ chết thôi, không phải nói nhiều. Đâu rồi? Còn gậy tăng hình không, xài luôn đi, còn chết nữa nè. Đâu rồi? Thôi ông chết rồi ông ơi. Thấy cái bẫy là đảo hướng Kai liền nhưng mà không có chạy được xa đâu. Đi
Thực ra thì cái map này nếu mà lên cái tàu lượn siêu tốc mà đối với Bolon thì đó là một chuyện nhỏ các bạn, đúng không? Các bạn thấy có đúng không? Trời ơi, ví dụ như là các bạn đi sang Gaba một lèo đi, nó cũng sang tới kỳ 3 này. Không có thể nào thoát được đâu, nó đi nhanh cực kỳ luôn. Đấy, bởi vì nó có 3 cái lần rung chuồng. Nó có 3 cái lần lăn bánh mà rất là đáng sợ. Thuyền phó xính gai rồi không biết đang ở đâu. Nó cho mình cái ảo giác xong mình chả biết nó đang hướng nào luôn. Rồi ra đây đi, đừng có trốn nữa, mệt quá. Đừng trốn, đừng trốn. Hai gai. Chết nè. Ui hay thế nhở, cứu kịp kìa. Cái bà đồ chơi trong kia. Chơi người đồ chơi là phải nhìn đồng đội xem là họ có mang những cái dụng cụ gì có thể đổi được không. Bật công tắc à. À, con có thể nào mà mang được không, chứ mình thấy có nhiều trận mình chơi toàn là team không có dùng mấy cái đạo cụ được mà bà cứ xài ra, đâm ra là rất là phí cái skill của nó. Rồi thôi xong thanh niên. Lúc anh tỉnh giấc thì cuối cùng anh cũng đã gục lại. Chiều nay tụi nó tính rủ mình đi ăn gu ghi cái gì ấy này. Trời ơi, rủ đi chi chi ấy thì đứa thì kêu ngán, rủ đi đu ki thì nó có đứa thì lại bảo là bánh gạo Hàn Quốc nó không ăn được. Tính mình thì rất là dễ nuôi nhá. Mình chỉ cần một quả trứng chiên lên ăn cơm được, nhưng mà thường thường phải hai quả đổ lên. Phải có hành nữa, đúng rồi. Nhưng mà nhiều người lại không ăn được hành, thế mới tức nhìn cay. Ôi, thế thôi, có cái vòng xanh nó đi qua rồi. Đứng. Trời bực ghê luôn á. Mà phải công nhận là cái món gì thì món, chứ nếu mà thiếu hành là cảm giác nó bị mất cái vị ngon đi, khó hiểu. Mình thấy ở bên Hàn Quốc thì họ thay vì ăn hành lá thì họ sử dụng cái hành baro nhiều hơn. Thấy nó to nhờ, chiên trứng kiểu nhiều người thích ăn hành nó ngọt á, chiên lên nó rất là ngọt, ăn trứng nó ngon. Tội gì mà không ăn. Thật là thú vị. Ô kìa. Ô hay nhờ, cái nếu mà có người lên trên tàu mà bị cán cũng sẽ bị dính gai luôn, bị văng ra ngoài luôn, hay. U cái thanh niên này đảo ghê mình trái nữa, đang dùng cái ảo ảnh ấy. Bực mình ghê, giật cho phát gai này. Hiện hồn nó đi. Cứ dùng ảo ảnh, mình có biết nó đang ở đâu đâu. Thôi bạn chết rồi bạn ơi, không có sống được đâu. Hết đồng hồ rồi, hết thời rồi. Yeah. Ngày hôm qua mình cũng rất là buồn nha, bởi vì là mình nhắn tin cho cô, mình hỏi cô là cô ơi hôm nay có học online không để biết chủ động ở nhà khỏi lên trường. Thì cô này cô bảo là học ở tại lớp luôn, thì mình cũng ok cô, em cảm ơn cô các thứ. Xong cô bảo là em lập dùm cô một cái nhóm đi, để cô vào đó có gì cô chia sẻ thông tin rồi sách vở bài học các thứ ở trong đấy. Ừ thì mình lập xong mình bảo cô ơi link lên nhà cô ơi, cuối cùng cô kêu cô lập group khác rồi. Có bạn lập trước em rồi. Trời ơi sốc mọi người. Trời ơi xỉu. Xong cái rồi cảm giác rất là hụt hẫng về chuyện đùa đâu. Trời ơi làm mình mời 4, 5, 6 đứa vào trong group lớp xong, mà mấy đứa đến đâu có quen biết gì đâu. Mời vô học cùng xong cái phải xin lỗi người kia, nói là em mời tụi nó vô rồi. Nhưng mà thôi, cô thích ở bên rút đứa kia thì cô cứ ở bên kia cô chơi đi, chứ mình chịu. Ai, thiệt là đau lòng. Ngay từ đầu cô nói là ở có rút rồi, em khỏi cần tạo đi thì ok cô. Chết. Chạy cái dề. Chỉ là hơi hụt hẫng một xíu thôi, xíu thôi. Mà khổ cái cô này, cô biết tên mình từ năm nhất cơ. Trời ơi.
năm kỳ vừa rồi mình đi thi mà nguyên 2 năm trời không gặp lại mà cô vẫn nhớ. Cô xếp mình ngồi bàn cuối mà mình thấy ngồi bàn cuối rất là cô đơn. Sao mình ghét cái cửa sổ này ghê á. Nhiều khi không mang cái rào cửa sổ thì cũng không được, đúng không? Rồi, chết. Hai. À, nổ máy rồi kìa. Ui, tức thế cơ chứ. Ui, xong, trận đấu này chắc là giết được 3 thôi. Đi sang cổng kia cam. Cô hỏi xếp mình ngồi bàn cuối, cuối cùng là mình xin cô cho mình ngồi bàn giữa giữa đi, cô không chịu. Người ta ham ngồi bàn cuối chứ mình thì không ham đâu nha. Ngồi bàn cuối buồn lắm mọi người, cảm giác như bị cách ly vậy á. Ủa nghe tai nó đâu trời. Có cái đòn bẩy của nó ở trên này này. Ủa mới nghe tai đây xong giờ mất tiêu rồi. Lại nghe tai đây này. Rồi nó đâu? Mình không biết luôn. Các bạn nào nhìn thấy không? Đảo như con điên. Lại mất tai rồi. Không hiểu luôn. Nó không có ở trên này. Cái con nhỏ bán đồ chơi ấy, nó vứt ở trên đấy sẵn. Có gì nó bay ấy. Ghê gớm. Nhưng mà nó bay với ai chứ. Nó bay với mình nó sai bét xe bẹt luôn. Lợn vợn quanh đây à. Ủa các bạn có bị chóng mặt không mọi người? Chứ mình khuyến cáo các bạn không nên xem clip này khi mà bị rối loạn tiền đình nha. Chứ mình thấy đau đầu quá. Ơ chấm đỏ kìa. À. Ủa chấm đỏ đâu? Mới thấy đây nè. Đây 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 đây. Quả nổ rồi, quả nổ. Xong đời chủ tế rồi. Nãy hô mưa gọi gió ghê lắm mà sao giờ chạy vậy? Chị gái ơi. Chị ổn không? Còn cái bà đồ chơi kia chắc là bả sang bên kia rồi, bả mở cổng được rồi chắc. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sang cổng bên kia xem. Có cái skill lăn bánh nhanh lắm luôn đó các bạn coi này. Ui, nhìn nó sốt cả ruột luôn ấy. Lăn nhanh mà nhiều người chơi không được á là bị đâm vào tường luôn. Ủa cổng chưa mở này. Ngon. Cứ tưởng cổng mở rồi cơ. Thôi chết đi bạn ơi, hai gai là xỉu rồi. Một full này. Xong. Cái gì mà tốc biến vào ván vậy. Thiệt là đau lòng. Tại sao nãy giờ không đi mở cổng? Trốn ở đâu vậy? Trời ơi, cứ tưởng là trận đấu này giết được 3 cơ mà không ngờ mấy bà này sợ mình quá. Không dám mở cổng. Đấy các bạn thấy điều phi thường khi trên vật này không? Trời ơi, nó lăn nhanh lắm luôn á. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Và nếu các bạn thích thì đừng quên hội channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Và nhớ like, subscribe kênh cho mình nha. Bye bye.